truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Cục quá vậy, tự dưng dụ mình vô phòng xong rồi cởi đồ ra không biết làm gì, không biết nữa. Xuống dưới đó phải cẩn thận giữ mình nghe con. Con thì ra là ở trần gian nguy hiểm quá chừng luôn. Ngày đầu tiên mà đã như vậy rồi thì ngày thứ hai với mấy ngày sau phải làm sao đây? Nhưng mà phải đi tìm nhà Tú Kiện mới được. Nhưng mà nhà Tú Kiện có hướng nào? Thầy Mộng Tưởng chào các em, cảm ơn các em, mời các em ngồi xuống. Hôm nay chúng ta sẽ không học bài mới, mà thầy sẽ dùng thời gian một tiết này để sửa bài kiểm tra cũ. Thầy, vậy là phát bài kiểm tra ra cho tụi em biết điểm luôn đi thầy. Đúng thầy ơi. Trời, con biết được 7 điểm nữa. Thầy. Lớp trưởng, phát bài cho các bạn giùm thầy. Lấy bài tụi trước đi. Tôi có điểm cao lắm á, tôi 8 điểm á. Đây, em phát phụ cho thầy. Phát phụ cho. Đây. Cao lắm đúng không? Thôi, gì mà có 3 điểm vậy? Không biết được nhiêu điểm nữa. Đây. Rồi, nhanh chóng, ổn định chỗ ngồi. Còn ai nữa? À đây. Đấy. Sao? Ô thầy, bài kiểm tra của em đâu thầy? Ôi, bài kiểm tra sót không? Sót của bài thi ca rồi. Ô, ai có, tôi không có là sao? Ai giữ bài thi ca kìa? Các bạn thấy điểm số của mình sao? Không dám coi luôn. Ê Tuấn Kiệt, bữa nay mày đặt không coi bài kiểm tra luôn ta. Ghê ha. Biết rồi còn coi gì nữa. Chứ không phải ông định làm cái bộ sưu tập cây gậy của thầy để đi qua dãy Trường Sơn hả? Trời ơi. Thầy tám điểm luôn nè. Thôi bạn lực sĩ được 8 điểm, lẽ ra với khả năng của bạn đó thì chỉ 6 điểm mà thôi. Ủa? Nhưng mà thầy nghĩ 2 điểm là do bạn đó rớt viết 2 lần hay sao? Đó, bữa đó rớt viết thiệt cái thầy à. Sao ông 8 điểm bữa đó không chỉ tôi? Chỉ gì chỉ? Nên tự nhiên thầy, mình làm văn á là mình phải có cái gọi là từ ngữ nó phải bay bổng, văn chương phải lai láng, mênh mông miên man, nói chung mình nó phải mượt mà mướt mát đó, như vậy điểm mới cao đúng không thầy? Ồ, bởi vậy em giỏi ghê luôn á. Thôi học dở thì chịu đi trời. À, bạn Tuấn Kiệt nè, bạn nghĩ sao về điểm số của bạn? Dạ em thấy xứng đáng thầy. Cảm ơn, lời thú nhận rất là trung thực. Mời em ngồi xuống. Trật tự. Thật ra thầy không muốn cho học trò của thầy bị một điểm đâu. Bản thân là người thầy mà đặt bút xuống cho học trò mình một điểm thầy đau đớn lắm.
Có thể là tụi em sẽ trách thầy, tụi em sẽ giận thầy. Nhưng sau này tụi em ra đời, tụi em mới hiểu được tại sao thầy làm như vậy. Thầy làm như vậy là muốn tốt cho tụi em, muốn giúp ích cho tụi em, giúp cho tụi em trưởng thành sau này khi tụi em bước chân ra cuộc đời đầy cạm bẫy. Rồi xong, bắt đầu thầy vô cái điệp khúc u như kỹ, y như cũ. Rồi em nghĩ coi, tuy tụi em học lớp 12, 17, 18 tuổi rồi, có thể sau này tụi em ra trường, tụi em nghĩ là tụi em chín chắn rồi. Nhưng không, tụi em như là chú chim non đang trôi dạt giữa dòng đời bão tố, mặc cho gió táp, mặc cho mưa sa, mặc cho gió lốc thổi tụi em bay lên. Chúng em chưa trưởng thành đâu. Dạ. Chúng em chưa chững chạc đâu. Ra đời người ta sẽ cho chúng em rất nhiều, nhưng chúng em đừng nghĩ người ta là cho không chúng em. Trời ơi, người ta cho chúng em tốt quá là người ta nghĩ đến chúng em sẽ trả lại cho họ những cái gì quý giá nhất mà chúng em hiện thời đang có. Cho nên tụi em chỉ có thể sử dụng đôi tay, khối óc và trái tim của mình bằng thực lực của mình, tụi em mới đứng được trong xã hội đầy cạm bẫy này. Hay quá thầy ơi. Tôi cho ta hỏi, nhà Tú Kiệt ở đâu? Nhà Tú Kiệt ở đâu? Ở đâu? Nhà Tú Kiệt ở đâu? Sao không ai trả lời ta hết vậy? Vậy giờ tại số đi, hên là chiều lại trúng 2 tỷ á. Cái này là gì vậy? Của số, mua đi, hên là chiều trúng 2 tỷ luôn á. 2 tỷ là cái gì? À, đúng rồi, người cho ta hỏi, nhà Tú Kiệt ở đâu vậy? Cái gì? Làm sao mà Tú biết Tú Kiệt ở đâu? Cô phải nói rõ nè, địa chỉ, phường, xã, quận, người ta mới biết đường, người ta mới chỉ cô chứ. Địa chỉ, phường, xã, quận là gì? Tao không biết. Hay là ta phải hỏi thổ địa. Làm như bị thù người ta ơi, uổng quá, đẹp mà vậy uổng ghê á. Bữa nay ngộ ta, cái mặt kiểu như là mấy đứa mà bị thất tình vậy đó. Chị hai. Ai mà làm sao mà mình kêu mua PC? Trời, cái gì vậy? Chị lấy gàn kìa. Thằng này bị gì vậy ta? Dám chơi mình nữa. Bản quyền phim, full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ.